thứ Hai ngày 16 tháng 10 năm 2023, Cộng đoàn Ngôi Lời Kim Lâm đã cử hành thánh lễ tạ ơn, vì Thiên Chúa đã ban nhiều ơn lành trên vùng đất đầy khó khăn vất vả này. Nhìn lại lịch sử, Cộng đoàn Ngôi Lời Kim Lâm được chính thức quyết định thành lập bởi Văn Thư Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam vào ngày 1 tháng 5 năm 2021, tiền thân là Cộng đoàn Phương Lâm có từ năm 2014. Vào thời điểm này cộng đoàn có 3 thành viên, gồm các cha Gioan Bautista Nguyễn Kim Hướng, Giuse Nguyễn Đức Hòa và Phêrô Nguyễn Đức Vinh. Xin tri ân các đức cha giáo phận Xuân Lộc đã quan tâm và cho phép thành lập cộng đoàn. Nhìn lại 9 năm trước, từ ngày 8 tháng 5 năm 2014, cha Gioan Bautista Nguyễn Kim Hướng, Dòng Ngôi Lời đã được Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam bổ nhiệm đến hiện diện thí điểm truyền giáo tại vùng đất Phương Lâm, tỉnh Đồng Nai. Từ đó đến nay, cùng đồng hành với cha Gioan Bautista Hướng còn có thầy Giuse Hoàng Lê Hậu, phục vụ từ 2014 đến 2016, cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, phục vụ từ 2016 đến 2022. Từ năm 2021 có cha Phêrô Nguyễn Đức Vinh và năm 2023 có cha Gioan Bautista Nguyễn Văn Sĩ cùng đến cộng tác. Thiên Chúa đã dùng cha Gioan Bautista Hướng và quý cha, quý thầy như những khí cụ để trao ban tình thương cho bà con nơi đây và dần dần hình thành một cộng đoàn mang tên Ngôi Lời Kim Lâm. Từ một mảnh đất hoang sơ, tùm mà nay đã trở nên một cộng đoàn khởi sắc, được nhiều người biết đến. Nơi quen thuộc nối kết của nhóm cộng tác viên giáo dân truyền giáo Dòng Ngôi Lời. Quý cha đã mở lớp dạy giáo lý Tân Tòng, giáo lý hôn nhân, dạy chữ, giúp học bổng cho trẻ em vùng Nam Miên. Cha Phêrô Nguyễn Đức Vinh giải thích. Nam Miên là cái tên người dân địa phương đặt cho vùng đất nằm trên con đường nối liền hai xã Phú Trung và Phú An, huyện Tân Phú, Đồng Nai, cách quốc lộ 20 khoảng 3,5 km. Chữ Miên gợi nhắc đến một thực tế. Thế hệ đầu của những người sống ở đây là những Việt kiều hồi hương từ Cao Miên, Campuchia. Do những biến động, những bất lợi của việc mưu sinh trên đất khách quê người, họ trở về định cư ở đây từ năm 1972. Có khoảng trên dưới 100 hộ gia đình nằm rải rác trên những sườn đồi, thuở đầu là một vùng đất hẻo lánh. Những bà con ở vùng ngoại biên này, vật chất, tinh thần, cái chữ họ đều thiếu và rất cần được quan tâm và yêu thương hỗ trợ. Một bạn trẻ biết ơn bày tỏ. Từ ngày có cha Hướng và quý cha, quý thầy về đây các thanh thiếu niên, các trẻ em Nam Miên ngoan ra, được học hành, được hiểu biết nhiều hơn. Và có nhiều em được cha giúp học bổng nay đã học lên đại học, và có em đã ra trường đi làm có công việc ổn định. Hôm nay, cộng đoàn Ngôi Lời Kim Lâm khoác lên một diện mạo mới, khang trang hơn, trong nhà nguyện có đầy đủ các thiết bị, bàn ghế, âm thanh, ánh sáng, bên ngoài, cảnh quan thiên nhiên trong lành. Sự đóng góp quảng đại của quý ân nhân gần xa đã làm cho nhà của Chúa thêm khang trang, xứng đáng là nơi để dân Chúa quy tụ và thờ phượng người. Thế nhưng, tất cả là ơn Chúa, ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uống công thánh vịnh 127. Xin tạ ơn Chúa và tri ân những tấm lòng quảng đại đã và đang chung tay làm nên một Ngôi Lời Kim Lâm hôm nay, và hy vọng sẽ tiến triển hơn nữa về đức tin và tình người. Cuộc sống của Ngài là cuộc sống của chúng ta. Sứ vụ của Ngài là sứ vụ của chúng ta. Cuộc sống của Ngài là cuộc sống của chúng ta. Sứ vụ của Ngài là sứ vụ của chúng ta. Cuộc sống của Ngài là cuộc sống của chúng ta.